Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Challenger 700. Một dòng xe đạp địa hình, cấu hình rất là cao, cấu hình đằng sau là Shimano SLX. Đặt đĩa trước Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng cũng DOG. Và tất cả phần khung là từ nhôm. Với cái nước sơn, các bác thấy đây, nước sơn giả vân đá, giả vân đá núi, tượng trưng cho cái logo của Merida là núi này. Thì họ làm cái nước sơn giả vân đá núi cực kỳ là đẹp, tỉ mỉ tất cả những cái chi tiết này, rất là đẹp. Ở đây thì có tất cả những cái công nghệ nhôm trên xe đây, như nhôm 6061 này, nhôm cực kỳ là chịu được cường độ rất là lớn và có cái độ chống bào mòn rất là cao. Challenger model 700, thương hiệu Merida, thương hiệu mà nó cũng rất là nổi tiếng của Đài Loan. Trang bị ở đây là bộ chuyển số này, Shimano SLX, gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano địa hình này. SLX đây là gạt đĩa DOG và bộ đùi trục rỗng cũng là của DOG luôn. Vành bánh của chiếc xe là 26 inch, vành của Mavic, loại phụ tùng của Pháp rất là ngon, và máy Shimano phía trên ghi đông thì cho đợi được trang bị bộ tay bấm của DOG luôn, với 10 lít và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ khác nhau, cộng với cả là bộ phanh dầu của Magura. Thì các bác chơi xe thì cũng đã biết là bộ Magura này, nó rất là ngon trong cái tầm giá này, có bộ phanh dầu Magura này cực kỳ là ngon này. Giảm sóc dầu theo xe đây, đây. Mayo trước cũng Mavic, vành Mavic Mayo Shimano luôn. Toàn bộ xe là zin hết 100% luôn. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Sàn đo từ tâm cực đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, khóa yên thì tâm cổ phốt là 56 cm, xem cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 khoảng 1m75 là phù hợp. SLX với cả DOG thì nó cũng thuộc hàng nó cấp rất là ngon của Shimano, như là sử dụng các thứ là rất là nhẹ nhàng và sướng, rất mượt mà. Chiếc xe này đang được bán với mức giá chỉ có là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Cho các bác mua xe, các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975-09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.